take you dancing. Like da 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 da. Khi mới bắt đầu kinh doanh, người ta thường cảm thấy cô đơn, không đủ dũng khí để làm một mình. Cảm thấy mình thiếu sót về nhiều mặt nên muốn tìm một người partner để cùng làm, cùng phát triển. Ngày xưa mình cũng vậy đó các bạn. Mình đã từng làm việc chung với một vài người bạn. Lý do mình rủ họ làm cùng là vì sự thân thiết, vì tin tưởng và gần gũi nhau. Nhưng các bạn biết không, có những người rất thân với mình, có thể ngồi chém gió tám chuyện cả ngày, nhưng không thể nào nói chuyện kinh doanh với nhau được, không đồng quan điểm, không chung tiếng nói, làm việc chung không tới đâu mà tình bạn cũng rạn nứt khi kinh doanh á. Các bạn có thể tìm partner với hai điều kiện là cùng mindset, cùng chí hướng, có thể cùng nhau vượt khó, và đặc biệt là phải bổ sung hỗ trợ cho nhau. Còn nếu bạn đủ mạnh mẽ, bạn có thể làm một mình, đoạn nào mình không giỏi, mình không biết thì mình đi học. Chị ơi, chị có thể không lồng tiếng được không? Ôi tôi chết rồi, thế là đã có người ghét cái giọng của mình rồi. Hay là từ clip sau mình chỉ lồng nhạc thôi nhở? Chứ tự nhiên bị comment thế này cảm thấy tự ti ghê á. Đùa chứ, chị vẫn phải lồng tiếng để gửi lời cảm ơn tới mọi người chứ. Đơn hàng này là cảm ơn tới bạn Tường Anh nha. Tường Anh đặt mấy đơn liền rồi hả, nhưng mà lần này mình có dịp để đăng cho Tường Anh đây. Tình hình vận chuyển bây giờ khó khăn lắm rồi. Shopee Express thì còn không qua lấy hàng cơ. Nên là bạn nào đặt đơn thì chú ý nhận hàng giúp mình nha. Chứ bán được 10 đơn mà bom mất 3 đơn thế này mình buồn lắm. Mai sẽ lên clip khui hàng bom nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Hôm nay gói hàng cùng mình nhé và cùng nghe về câu chuyện bom hàng, câu chuyện muôn thuở của kinh doanh online. Hôm nay mình kiểm tra và thấy khá nhiều đơn giao không thành công. Lý do thực sự thì mình sẽ không biết được chính xác vì có thể là do khách hàng hoặc do phía shipper. Như các bạn đã biết, cách đây không lâu mình có báo là mình hết hàng do số lượng khách hàng tăng đột biến. Cũng vì lúc đấy mà các bạn nhỏ tuổi đã hào hứng đặt hàng mà không cần suy nghĩ, thích là đặt cái đã, hàng đến tính sau. Kiểu này nghe mùi toang rồi ấy. Có khách thì cũng vui lắm mọi người à, nhưng xung quanh đó là rất nhiều điều phải để tâm và suy nghĩ. Đơn giản như nếu đơn hàng đó giao thành công thì bạn sẽ chẳng phải lo lắng điều gì. Nhưng nếu không giao thành công, đơn sẽ bị hoàn về. Và hàng hoàn trong đợt dịch này là một thứ rất là xa xỉ, rất lâu mới về tay hoặc có thể là mất.
phúc hơn khi yêu một người con trai kém sắc hơn mình. Những người con trai không được đẹp trai lắm, họ thường cưng chiều và nỗ lực để gây ấn tượng với người yêu của mình. Các bạn nam như vậy thì họ sẽ không dựa vào ngoại hình để thu hút các cô gái. Các anh ấy tự biết nâng cao giá trị của mình bằng những cách khác, thu hút bạn gái bằng tính cách chân thành. Và tất nhiên họ là những người ít có khả năng thay lòng đổi dạ trong tình yêu. Đừng vì một người nào đó đẹp trai, xinh gái hơn người yêu của mình mà lại I just need some coffee in the morning, sugar for tea. Cause I can feel my eyelids falling, trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep. Dramas drift up to my face and now I'm thinking, am I gonna stay awake today? I just need some coffee in the morning. Vậy là mình có đơn hàng đầu tiên rồi này. Mọi người gói hàng cùng mình nha. Chắc là mọi người ngưỡng mộ lắm vì mình vừa mở bán đã có đơn hàng rồi. Nhưng mà nói cho mọi người một chuyện này nhá. Đây là đơn hàng của bạn mình đặt đấy. Bạn mình thì có đam mê bất diệt về sticker. Và khi biết mình mở bán thì đã ủng hộ mình đơn hàng này đấy. Đơn đầu tiên nên là mình cũng lấy giá rẻ thôi. Lại là bạn mình nữa. Tặng thêm cho bạn ấy một chiếc vòng tay hình bướm nhá. Lần đầu tiên gói sticker nên là mình loay hoay hoang mang mãi mới xong luôn ấy. Đầu tiên là định gói dọc nhưng cuối cùng lại phải gói ngang vì không đủ giấy. Tặng thêm cho bạn chiếc vòng tay và không tôi quen chữ beo thúi ở kia nha. Quả này mọi người trông có chắc cốp không hơi chứ. Gói chống sốc này. Mặc dù là bạn mình cũng ở Hà Nội thôi nhưng mà ở ngoại thành ấy nên là thôi mình cứ đóng cẩn thận một chút mọi người nhỉ. Ôi thực ra sau khi clip này được đăng lên thì mình đã gói thêm một lớp chống sốc nữa và cho vào túi bóng bởi vì Hà Nội đang mưa rồi mọi người ạ. Hy vọng là đơn hàng đầu tiên của mình sẽ suôn sẻ. Mặc dù là em được đi trong mưa bão như thế này nhưng mà không sao, em cứ đến tay an toàn là chị vui rồi. Cảm ơn beo thúi và mọi người nha.